Hello mọi người, ngày hôm nay Nhật Bình review cho các bạn. Đây là một nồi lẩu gà kim chi mà được vừa rồi Nhật Bình đi Hàn Quốc mà Nhật Bình ăn được, rất là hấp dẫn nha. Đó, một cái nồi lẩu hoành tráng. Trong đây thì có gà nè, ớt, bột ớt của hạ kim chi nè, rồi có khoai tây nè, và đặc biệt là có một cái trái lê để làm cho ngọt nước, và nước dừa đó, nấu nguyên con gà đó, thấy chưa? Đây là nồi lẩu, các bạn thấy không, xuất sắc. Bây giờ chúng ta ăn nha. Chúng ta sẽ kết hợp với ăn gồm có kim chi nè, kim chi này là kim chi bắp cải, còn kim chi này là kim chi củ cải trắng, hoặc là các bạn kết hợp ăn với kim chi su su cũng được. Đây là tương. Tương. Còn bây giờ chúng ta sẽ ăn cùng với cơm. Bún thì ở đây mình sẽ ăn cùng với cơm. Xuất sắc chưa nè. Giờ các mời các bạn ăn nha. Các bạn dùng cơm với Nhật Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Nhớ là các bạn phải chia sẻ. Trời ơi, chấm cái này chắc hấp dẫn lắm nè. Ồ, Nhật Bình thích ăn cái gan với tim nhất. Cảm giờ. Xuất sắc. Công nhận Nhật Bình nấu ngon hàng đó. Ngon quá, ngon lắm luôn á. Wow. Kim chi xúc cắt. Trong đây cũng có kim chi nữa nha. Chúng ta hầm với kim chi mà. Nên là các bạn á, các bạn nào thích ăn cay là bao cay luôn á. Ăn thử con gà. Gà này các bạn mua gà ta á. Các bạn mua gà ta nha. Các bạn mua gà ta. Cao quá, ngon bốc khói luôn á, ngon lắm luôn mọi người ơi, xuất sắc. Mình không nghĩ là nó ngon vậy luôn á, ngon hơn mình ăn ở Hàn Quốc luôn á, tại vì mình về đây cái khẩu vị đó. Cái khẩu vị của mình rất có vị ngọt bằng nước dừa, ngon. Đây là kim chi củ cải. Ngon quá. Giờ như mình ăn thử cái của khoai tây nè. Khoai tây nó bắt bự ghê luôn á. Ăn cái này nó không có ngán đâu nha mọi người, rất là ngon. Em chấm tương nè, thấy chưa, chấm tương. Ngon quá. Dạng nữa nữa này, sâu quá. Mình rất là thích ăn gà. Cái gà nó gà mà gà ta nha, nấu nó dai nhưng mà trong cái dai nó rất là mềm nha, mà rất là ngọt thật. Ngọt lắm luôn á. Ăn vậy là bao mập luôn á. Bao béo luôn á. Kim chi nó chấm vô cái tương này nè nha mọi người. Bắp ơi là bắp. Ăn cơm hợp lý. Rất là hợp lý luôn. Cục thịt gà mềm, không có dai lắm, tại vì hầm với nước dừa mà, sao dai nổi.
Đó, thấy cục thịt gà không? Đó. Còn đây là cái gà. Gan với cái mề, tôi là ăn gan với mề lắm. Có nước vừa ăn lắm. Ăn mà đổ hết mồ hôi luôn á, à, đổ hết mồ hôi luôn á, cũng ngon á, ngon quá, mọi người thông cảm nè, là nhiều bệnh ăn, nhưng mình hay ngồi cái để cái chân lên lắm, ăn cả thoải mái, ngon quá, tây nhà bự nhưng mà thích ăn ngồi để chân nè. Kim chi mua ở lớp tè cũng ngon nha. Khoai tây các bạn phải để nguội nha, chứ các bạn mà để nóng ăn rụng răng á. Nè, khoai tây. Ngon quá. Công nhận là gà nó mềm, mình không phải dai hay nó dai mà nó lại có cái vị mềm và ngọt. Ăn phải tự nhiên ngon. Cái này là món Hàn Quốc mà nó di cư về Việt Nam, Nhật Bình nấu cải biên có vị ngọt, đâm ra nó rất là ngon và nó có cái khẩu vị của nó. Còn bây giờ Như Bình chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nhớ nhớ mọi người nhớ là đăng ký kênh của Nhật Bình và chia sẻ và review nha. Bye bye.